Vậy quay với nhà hát trung tâm. Hai trung tâm trên trung tâm. Em đừng hát. Trời đông luôn rồi. Đông quá là tối. Heo quay trứng kho quay dạ. Mười bảy chị em. Sườn mỡ lấy cơm gạo. Với cơm gà hấp. Heo quay. Với cơm gà hấp ngoài luôn, tôi cái dĩa này lên cho ba chặt. Với cơm gà hấp cái dĩa này ba chặt. Ta vô trước mình chui trước đi. Nghe quay. Nghe rồi. Ở đây vô nhà. Vô nhà. Quen rồi, quen với cái kiểu một khay quay một sườn bị chả. Cái này ngáp cái hàng. Một khay quay một sườn bị chả. Qua ngày có tiền anh chị lên á. Sườn bị chả này của con dì Lan là không để gì hết. Quan. Sườn bị chả con dì Lan không để gì hết. Sườn bị chả đi. Của con dì Lan nó không để gì hết. Cho em miếng nước thôi. Rồi, đó để đi. Còn 2 tấm nữa đủ. Rồi, xuống em. Cái là trà phải tốt. Hai nữa đủ cho em. Ghen rồi. Chị Bảy, lấy cái bình trà bảo đảm số 12 giùm em với chị Bảy. Sườn nãy có gì Lan đủ đi. Bình trà. Rồi, con bé rồi. Sườn nạc của chị Lan đi. 2822 đi. Quá thành về của chị Lan đi. Đây sườn nạc của ai? Của chị Lan á. Sườn nạc của chị Lan 28 trên từ của chị Lan là số 13. 2822 đi. Sườn nạc của chị Lan là số 13. 2822 đi. 2 cái dòng lấy chưa? 2 cái dòng gì? 2 cái dòng. 4 tấm có 2 dĩa không bì. 2 tấm là 22 đủ vàng đi. 22 đủ đi. 2 tấm là không bì luôn. Hai tấm không bì luôn. Ông bà ông ta sườn nạc của ông ta chưa xét rồi. Đây nè, tao đang cầm mày làm giậm vậy. Mày. Không bì có tài cái vô đây này. Không bì tấm bình thường luôn. Hai giấy không bì. Hai giấy không bì, hai tấm bình thường hỏi đi anh trai cho hỏi liền. Rồi 22 đủ đi. Cái này là có bì nè, giấy này không bì nè. Tao đang cầm. Tấm em sườn quả hai giấy. Ok ok. Còn hai giấy không bì đây, có tài đây, không bì đi. Dễ đó không bị hai giờ bình thường đó. Còn một dĩa không bì mà hai dĩa bình thường. Cái này tấm không bì nè. Không bì. Nghe rồi. 15 không? Hôm nay còn đợi đó. Nếu mà ngày này với chủ nhật rồi là không. Cái này là cơm tấm thịt sườn hai dĩa. Còn lại là hai hộp gì? Mấy hộp? Có chỗ mà hộp cơm sườn nạc với bọc đem cho xếp đây. Toát mồ hôi luôn. Tấm thêm sườn phải không? Cơm tấm thêm sườn, hộp sườn nạc, cơm thêm super. Rồi rồi, đang vô. Nói liền, nói như đủ rồi. Bán ngày nào mày cũng chọc bả chơi cho bả la của bả đâu có nhịn đâu mà là ngày nào tụi bay cũng ngu bay ở trong nhà mà bay ngu giờ bán mà chọc người ta cho tao là âm sùm hoài chặt cho đóng tấm lên số khác đi rồi chả đi với con gà thì chị bằng số khác sườn nạc không học sườn nạc luôn học sườn nạc nghe rồi học sườn nạc đi học sườn nạc hai tấm không bì chào cả nhà, hôm nay Hảo về Long Xuyên cả nhà của tỉnh An Giang và ghé ăn cơm tấm Hướng Dương. Quán cơm tấm này thì nó cũng rất là nổi tiếng và nó
cùng dàn một trong những quán cơm tấm lâu đời ở Long Xuyên cả nhà. Đồ ăn thì đa dạng và rộng rãi, có chỗ ngồi để đầu xe đầu đồ. Đây thì mọi người đầu ô tô thoải mái luôn. Quán thì rất là rộng. Đây gà hấp nè. Cái đó là trong gà nướng của chị đi. Rồi gà nướng của chị đi. Gà nướng luôn. Cái đó là bao nhiêu ta, hai cái cơm lớn một cái cơm nhỏ và 21 đó. Còn dĩa sườn cộng 13 nữa. Sườn cộng luôn. À, gà nướng nóng hổi luôn. Đó, 70 nướng, ngàn. Cùng 70 ngàn luôn cả nhà. Dạ. Đồng giá. Sao sao lưng 21. Ba dĩa cơm chín chiên đó nghe thừa. Cơm chiên chín đó. Ba dĩa chín chiên mà hai dĩa không có không hành. Mỡ hành mới. Ba dĩa cơm chiên. Nóng hổi luôn. Đó, mới tươi rói lên luôn. Hồng đào cho nó nghe. Có dĩa chiên hồng đào cho nó nghe. Chả nạc hả? Sườn bày chả nạc 2 dĩa 15. 4 dĩa cơm đắng 16. 3 dĩa cơm chín chiên 16 luôn. Sườn cộng 45 ngàn. Đó, sườn cộng 45 ngàn cả nhà. Sườn cộng 45 ngàn. Dạ, sườn cộng 45. Dạ, sườn cộng 45 ngàn. Không hành, không hành đó. Sườn cộng 45 ngàn dĩa. Rồi, cái này gì? Sườn bì chả nạc. Sườn bì chả nạc. Dạ, con quay giới thiệu với cô. Hộp hộp sườn cộng đem về luôn. Dạ. Nghe, tấm sườn cộng nghe. Sườn bì chả nạc. Sườn bì chả nạc 50 ngàn dĩa. Sườn cộng đem về, nó nguyên ngang có chặt nha. Sườn cả bì cả chả nữa thì có dạ. Nạc trong đó nữa 50 ngàn. Ừ, ba dĩa cơm chín chiên cũng có hai dĩa cơm chua không hành, một dĩa chiên hồng đào là bình thường. Cô, cái phần rau này là ăn kèm với gì á cô? Dạ cơm. Cơm luôn hả? Dạ cơm. Dạ. Đó đồ chua đó cả nhà. Dạ. Hộp cơm sườn cộng để nguyên không chả. Bì sườn chả 50 ngàn. Nhìn hấp dẫn hết, nhìn cái quầy đồ ăn quá trời là hấp dẫn luôn. Sườn cộng đến nguyên không tươi mới. Rồi người ta làm rất là sạch sẽ cả nhà. Nhìn vệ sinh ghê chưa? Đó, nguyên một tủ đồ ăn luôn nè. Sườn cộng nguyên không chặt 100 ngàn. 100 ngàn nguyên cái cọng. Nguyên cái cọng luôn. Đó, sườn cây đó. Sườn cây. Sườn cây cộng 100 ngàn, tránh quay cái sườn cộng cây 100 ngàn. Nghe rồi, cơm tấm. Cái này không? Nấu gì kia hết trơn. Cái người này. Cơm tấm 35 ngàn. Đó, em thấy cái dĩa cơm tấm Long Xuyên ở đây 35 ngàn rất là tâm đắc luôn cả nhà. Cơm tấm 35 ngàn. Là có miếng chả đông luôn phải không cô? Có miếng chả luôn. Chả luôn. Có miếng chả luôn. Chả luôn. Cô, quán mình mở cửa giờ giấc sao vậy cô? 6 giờ sáng, 12 giờ đêm. Dạ, 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm luôn cả nhà. Đó là kiểu là mình ghé giờ nào cũng có luôn. Dạ. Với cơm trứng 35 ngàn. Dạ, đây cơm trứng chiên 35 ngàn ốp la. Ốp la 2 trứng. Dạ. Nhiều. 7 giờ. Sao 2 gà nướng 1 khoai quay. Để bên đây nữa. Cho hộp mà nướng ngoài chưa? Chưa. Nhà nướng đồi không chua không anh. Sườn cộng 70 ngàn nữa. Dạ. Sườn cộng 70 ngàn. Cộng nhỏ 70. Cộng nhỏ 70. Dạ. Cái này gì? Hộp nướng đùi đi. Hai gà nướng 1 heo quay 1 cộng nữa nha. Bới với cơm heo quay cho anh ơi, bới với cơm heo quay luôn. Cơm gà nướng luôn. Không dưa chua không hành luôn. Không dưa chua không hành. Heo quay đi. Còn dĩa nữa. Cơm tấm luôn. Cơm tấm luôn. Cơm tấm Hướng Dương, đặc sản là Hướng Dương cơm tấm luôn. Đó, cơm tấm Hướng Dương là nổi tiếng lên từ cái món cơm tấm đó cả nhà. Sau này bán thêm nhiều món ăn cho đa dạng cho khách hàng á. Đó, chứ món nổi tiếng nhất của quán là cơm tấm. Một quay hai gà nướng. Heo quay 50 ngàn một dĩa. Dạ. Quán nhà mình bán lâu lắm rồi phải không cô? Dạ, quán nhà mình bán là mới đây thì 40 năm mà trước đó năm. Mẹ bán là khác nữa. Dạ, trước mẹ nữa. Bán dạ. Riêng. Mấy dạ. Anh chị em thì bán 40 năm sau này. Dạ. Đó, lâu rồi. Lắm thì lâu nghe lắm mọi rồi. Người nói ở đây là một trong những cái quán cơm tấm mà heo quay thuộc dạng lâu đời ở Long Xuyên. Nướng 2 dĩa luôn, còn 2 tấm đủ bàn. Những cái dĩa cơm tấm nó sồi sồi nhìn ngon ghê luôn á. Tại vì Hướng Dương đặc sản là cơm tấm mà ngon nhất. Dạ. Ngon nhất là cơm tấm gì nè. Cái này đây là bầm như gì nè. Rất là ngon. Bầm gì rất là ngon. Dạ.
gà nướng. Đa số vô Dương là cơm tấm không? Dạ. Hai dĩa cơm tấm không? Cơm đó là cơm tấm dĩa trắng với thịt. Mì xào dai hải sản đi. Coi cơm tấm gì vậy? Mì xào dai hải sản luôn, cả nước này mãi. Dạ. Dạ. Đây 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 đây. Xới lên thừa. Trời ơi. Cái này cơm tấm rất là nhuyễn luôn, cái này là cơm một tô ăn gà hấp. Dạ. Mình luôn. Nấu nhuyễn á là không có dính cục dính đồ, đây cơm này mới đúng ngon nè. Cơm nhuyễn tấm nhuyễn luôn á. Dạ. Em ăn sừng cộng với sừng nạc à? Dạ. Trứng với thịt mà chỉ muốn cho bé ăn hộp lớn hay là hộp nhỏ? Hộp nhỏ đi ha. Đây là tấm nguyên chất đúng không cô? Đúng là tấm nguyên chất. Đây dạ. Cơm tấm luôn. Mình ăn tấm là tấm này là gạo. Dạ. Gạo cắt ra. Cái này gì? Còn đây là tấm là tấm nhuyễn. Bà sừng cộng sừng nạc dư cái tấm ra thì đó, cái đó mới còn em ăn sừng nạc phải không? Cái nào cũng được, ý thích. Dạ. Cho bé để gì hết rồi nhà dạ. Chồng có muốn luôn, có luôn hả? Cái này á muốn đồng luôn, đúng là có muốn đồng luôn á. Mà rau đó mình mua ngoài chợ không? Ở nhà trồng luôn, tại nhà có mấy mẫu rồi. Dạ. Mà có mẫu mình thấy mỗi năm mình cứ làm hoài không muốn. Anh này bỏ ra 2 công đất muốn nhà luôn. Dạ, bỏ ra 2 con đất trồng đó muốn muốn đồng đó để bán. Lúc nào cũng có nha. Hết nhà nào cũng có mà lúc nào cũng có hết muốn đồng đó. Dạ. Ở cái đó là cô chia sẻ mình mới biết, mình đâu có biết đâu cô nói. Dạ. Này em mua cơm gì vậy? Cơm sườn của em đi. Gà muốn đồng á là tại vì có mùa nước nó mới có nước, nhưng dạ. Mà cái đây mình đặc biệt là mình trồng ở nhà lúc nào cũng có hết. Dạ. Cộng hay nè. Nè. Cho bé ăn. Gà muốn này gà muốn đồng. Đính em 35.000. Nhỏ em kêu 35.000. Nhớ cái gì đây không? Hỏi nói chuyện hoài đi nè. Cái đó là cái nồi gì đó? Cái này á là thịt nước sốt cơm tấm. Dạ. Còn này là heo quay kho tàu. À thịt kho tàu, heo quay mà kho tàu này ngon này, rục rục rồi ngon lắm nè. Hai hộp cộng ngoài cho anh dám anh. Để nếu mà mình để trứng hoài nó sẽ cứng. Dạ. Ai ăn quay kho, thịt kho thì mình để trứng vô. Dạ. Chứ mình để hoài trong này nó sẽ cứng. Mình thử cái để gì đó. Heo quay kho, đùi kho luôn, 2 cái. Muốn ăn đùi kho, có đùi kho. Heo quay kho, có heo quay kho. Ăn da kho thì có da. Cô ở quán bên này là của người khác hả? Cũng chung bên đây luôn. À, của nhà mình luôn hả? Nhà chung, qua bên quay cái đó là bên đó là mì xào dai, mì xào giòn. Dạ. Bên này là cũng là của nhà luôn nè. Dạ. Quá trời đa dạng, món ăn mọi người ăn cơm. Bên này hình như hủ tiếu hay gì á. Đúng rồi. Hủ tiếu, mì nuôi bánh canh. Dạ. Này gì? Bên này hủ tiếu, mì nuôi bánh canh cả nhà. Qua hầm nè, cho bắt ngát nè. Đó, canh khổ qua hầm này để ăn chung với cơm nè. Đúng rồi. Cháo nè. Dạ. Cháo là cháo gà, cháo lòng nè. Đa dạng ghê á. Đó, cháu gà, cháu lòng đó. Đây đưa sườn cộng cho ảnh đi. Ngoài xe là hộp cơm thầy đúng mang về. Sườn nạc. Sườn nạc. Ở ngoài xe là cái gì? Gà nướng ngoài đi. Gà nướng. Gà nướng. Gà nướng. Cô em thấy cái gà mình nhà mình bán cũng được ghê á hả? Nói chung là các món hết. Dạ. Các món. Ăn cơm gì? Các món nào cũng ngon hết. Dạ. Gà đó là gà ta đó hả? Gà ta không, còn cái này là da heo quay. Dạ. Da quay quay nhà luôn, có lò quay luôn. Heo quay da gì? Da hộp cơm vậy. Heo quay luôn. Hai dĩa luôn. Da cơm em. Mà giống tối vậy đó. Hai dĩa cơm heo quay và cái này sườn xả luôn. Cái này sườn chiên xả luôn. Quên. Dạ. Đây sườn chiên xả rất là ngon. Sườn chiên xả ớt đó cả nhà. Ông ăn heo quay gì? Ông Tây ăn heo quay gì? Ăn cái này phải không? Cái này phải không? Cái này với cái này. Ông ăn heo quay giòn với trứng kho. Là hai dĩa. Qua đó giùm cái này với trứng kho hai dĩa. Cái này. Anh ngồi đằng đó, hai dĩa này. Là cái này heo quay này với trứng kho này nè. Đúng rồi đó, anh ăn heo quay trứng kho. Ở ngoài sườn nạc hay sườn cộng gì? Nướng ra chưa ạ? Gà hồi mà nướng ra rồi đó, băng chị đi giao cho chị mì xào dai hải sản đi cưng. Sườn nạc luôn, sườn nạc này lấy rau chung hành đầy đủ ha. Đó phải rất là đông người phục vụ mới kịp á, tại khách vô nhiều á, quán lớn cả nhà. Sườn nạc. Ở này cơm tấm cái gì? Hai dĩa cơm tấm. Hai dĩa cơm tấm bằng số 7. Mời ngồi đi rồi mẹ. Vô hỏi đi cơm tấm vô.
mình phải chỉ. Mà bởi anh Như anh mà hôm anh ăn cơm gạo hay cơm tấm? Anh ăn cơm gạo. Bởi nha ông Đài Loan, anh Đài Loan đang ăn cơm gạo đó nha. Mắm cái là hay quay chứ bà mắt hay vậy? Hai dĩa. Hai dĩa luôn, cái dấu hai dĩa. Dạ. Đó, cái đó thịt, thịt nạc á, thịt khìa đó. Cái này là cơm tấm. Heo quay trứng kho hả? Mong ăn heo quay trứng kho nha. Heo quay trứng kho nghe thừa. Heo quay giòn trứng kho. Đúng rồi, dĩa trắng hai dĩa. Heo quay giòn chứ trứng kho. Sườn nạc ngân hàng đi. Sườn nạc luôn. Đó, cơm tấm mà có thêm cái rau muống chua này ăn nó ngon dữ lắm luôn á. Nó đưa cơm dữ lắm luôn cả nhà. Đây. Mà đặc biệt ở dưới quê này là có rau muống đồng, rau muống đỏ đó, ngon lắm. Đây này rau muống này em. Dạ. Đây là rau muống đồng. Đó, ở đây chị nè, đó. Cái rau muống đồng này ngon lắm nè cả nhà. Chị nó bỏ ra hai con đất mà trồng đó. Bỏ hai con đất này mà trồng luôn. Trời ơi. Tại vì ông anh ông làm ruộng đi, ông thấy vậy. Là anh chồng của chính mới bỏ ra hai công đất là chồng nó mới bỏ vậy. Vâng. Heo quay trứng 60.000 dĩa. Dạ đây để Thảo quay. Heo quay. Heo quay với hột vịt 60.000. 60.000 một dĩa. Heo mọi quay người, với sao? Mọi người tới ăn nha, không có giống trên hình là phản ảnh lại nha, nói sao buổi hôm Thảo quay ngon vậy, nhiều vậy mà giờ ăn không có được nha. Đó. Mọi người cứ đến là ăn y chang những cái món này, thực đơn này hồi nãy giờ Thảo quay vậy đó. Đi. Vô trong ngồi đến đây. Heo quay không hả cô? Heo quay là ba gọi không? Heo dạ. Quay. Heo quay hướng dương là ba gọi không? Dạ. Heo quay hộp. 60. 60 cái. Ông thích gì ông ăn cắt bánh tại dạ, vì ông khách tự nhiên vậy đó. Dạ. Ông người Đài Loan ông nói tiếng gì thích ăn gì cứ dạ. Đó. Ông muốn ăn miếng cơm cháy, ông muốn ăn miếng cơm cháy nữa kìa. Cái này bà gọi có gì khen à? Hai hộp cơm cháy gì? Heo quay ba gọi thịt. Đây. Ở cả nhà thấy không? Ở đây là mực. Ba gọi nướng không xương, ba gọi nướng không xương. Lên liên tục vậy đó. Đồ ba toàn gọi. Đồ mới. Ba gọi không xương 45.000 vì một dĩa. Ba gọi không xương. Hai hộp tấm ăn về, một hộp không ăn không chua. Ba gọi không xương 45.000 một dĩa. Cô chị Trang, ba gọi không xương. À, hai hộp cơm sườn đem về với một hộp cơm gà nướng. Rồi, hai cái sườn, một cái gà nướng. Rồi. Rồi. Rồi, hai hộp cơm tấm mang về. Có hộp không hành không chua. Hai hộp tấm mang về, có hộp không hành không dưa chua. Ở đây toàn là mấy cô chú lớn tuổi làm không à, phục vụ không, cả nhà không có mấy bạn trẻ. Cho nên là có nhiều khách đó, đôi khi hai mấy cô chú hơi lớn tuổi, đôi khi order nhiều quá mấy cô chú hơi quên. Đó. Hai tấm có hộp không hành không dưa chua. Hai hộp tấm có hộp không hành không dưa chua. Tấm ở đủ bàn số 7 nè. Hai tấm mang về này ra có hộp không hành không dưa chua, hộp này có để đầy đủ đó, đây là hộp đầy đủ này cả nhà. Ví dụ mình ăn cái gì thì mình cứ nói đừng bỏ vô vậy đó. Rồi cơm tấm đầy đủ của ta là hai gà hấp một sừng cộng đó. Cái đồ này mà mọi thứ nó nhìn cái này mình trộn lại ăn rất là ngon. Kêu hai hộp tấm đâu vậy ơi. Bốn dĩa cơm tấm, bưng bốn dĩa tấm nè. Bưng tấm Hiệp ơi. Tấm đi, bốn dĩa tấm đi. 31. Hai dĩa gà hấp. 31. Hấp trường, hai gà. Cơm tấm luôn, cơm tấm luôn. Ê, của tao là hai dĩa gà hấp với sừng cộng nha. Cơm tấm luôn. Rồi, hai sườn một gà. Nghe. Chị Trang kêu gà nguyên phải không? Đúng rồi, gà ốc tư. Gà ốc tư, đưa cái hộp gà ốc tư cho ảnh quay vô tài gà ốc tư đi. Bới hộp cơm gà ốc tư đi. Bới hộp cơm gà 1/4 đây. Số 2.
không chặt, gà mang về 1/4 không chặt. Bao nhiêu tiền cô? 100.000 luôn. 100.000 cả nhà này. 100.000 luôn. 70 gà 1/4 là 100.000. Gà bình thường là 70. Để nguyên là 100.000. Dạ. Có ý người ta muốn ăn đặc biệt gì là 100.000. Cái này là nguyên cả đùi, cả bè đùi luôn đó. Đó. Cái đó có chèn nha. Đùi với bè luôn. Dạ đó, đúng rồi. Sườn mới cho chín. Còn con bát bình thường là 70.000. Dạ, gà thì được có hai phần, được hai phần y chang vậy nè. Hai cái phần đùi với bè đùi vậy chứ nhiêu. Ừ. Này là cái 1/4 nè. Dạ. Này gà hấp nữa. Bấy giờ dĩa cơm gà hấp, bấy thấy là dĩa cơm gà hấp anh coi. Gà hấp. Gà hấp 70.000. Đùi như gì là 70.000. Chứ không phải giống nhau nè. Gà là 70.000, không có giống nhau là gà 1/4. Đó, gà 70.000. Sao mà hết mấy cái cho ta ngồi á? Đây đưa gà đây. Gà 70.000. Trời ơi cô. Khoan khoan chơi nhìn năm để đầu hành lên. Cái này sườn cộng cái gì? Sườn cộng, một cái cộng có bà gọi. Gà hấp 70.000. Đây sườn cộng đi. Gà hấp đủ bàn, chị Trang đủ hai hộp chưa? Đây chị Trang là một gà đùi với một hai cái sườn nè. Cái anh ngoài mua cơm gì đây? Dạ. Ờ, gà nướng. Đấy, dĩa cơm gà là 1/4 là 100.000. Dạ. Mà gà ở đây đó. Đây, cô giới thiệu nè. Dạ. Gà ở đây là ta bán gà tư nướng không à, chứ không phải gà mà lội mà trứng luộc rồi chiên lại hay là trứng rồi mà pha chế lại nè, gà tư nướng không à. Dạ. Đó. Còn một bè sườn của người ta nướng nè. Em được ơi, bên ngân hàng một cơm trước nè. Để cho anh quay cơm cháy bị có đầy đủ cơm cháy luôn. À, cơm cháy. Cơm cháy, cơm cháy, cơm tắm cũng được. Có thấy một bè sườn thấy không? Dạ. Vô đi anh, lấy miếng cơm cháy nè. Che cái hết cái đường. Đó, cơm cháy của người ta nè. Đó. Thấy một bè sườn thấy không? Một bè sườn của người ta nè, rất là ngon nè. 100.000 rồi. Dạ. Cậu ơi, đem một bè sườn nè, con thấy không? Mình à, một miếng sườn như gì đó. 50 đi ha. Con heo nó có chỉ có 5 cộng thôi. Con heo ba sườn chỉ có 5 cộng thôi. 4 cộng non này với 1 cộng là già là 5 cộng thôi. Một con heo. Con này đập cái nướng được. Ba sườn heo. Chị đẹp. Đi lúc ngân hàng. Ở đây ta bán ba sườn non nghe, chứ không phải nướng đầu già nghe. Bốn trong bài sườn cộng sườn cây vậy nhưng mà sườn của ta là sườn non của anh à. Nguyên chất sườn non anh trả tiền rồi. Còn mình ăn sườn cây á mình thấy sao mà nói khác như đây là gì không? Là sườn cộng đầu già, sườn đầu già không. Còn đây là sườn sướng là sườn non cốt cơm. Hôm nay hôm nay cốt cơm một ngày cốt cơm về nữa nè. Hôm nay là cô trúng cái quả đó, cô là từ lòng giới thiệu hết trơn luôn, mình khỏi phải giới thiệu luôn. À, nhờ mấy cô giới thiệu hết trơn. Dạ, gà nướng đây nguyên cho bác không chặt hả? Bác sĩ ăn không đẹp, bác sĩ không đẹp. Dạ, đẹp vô đạp đến vậy á, không có cơm nên thôi. Chị gái là đĩa cơm tắm, còn anh trai này đĩa cơm tắm thích sườn nạc nha thôi. À. Sao lưng nha, hả? Cái này là sườn cộng cái đây, cái sườn của bác, đây nguyên không chặt. Cô bác mua gà luôn. Nguyên cái góc tương gà luôn. Không chặt, cô bác để mà hành Phương. Để miếng mà hành lên. Rồi, để miếng mà hành lên, rau chua cho bác đi, 100.000 luôn. Mua ngà không vậy thôi hả cô? Dạ, ở đây là khách mua đồ ăn mang về vẫn được. Về nhà nấu cơm ăn riêng. Dạ. Đặc biệt ở đây thì có chỗ đầu xe ô tô luôn cả nhà đó. Một xíu nữa khách dữ lắm, không có thể nói chuyện với em được bây giờ, rảnh nói chuyện quá giờ rồi. Nói chuyện một xíu lắm, có nói được, rất là đáng. Có rồi, có rồi. Cơm tắm luôn, cơm tắm luôn. Cơm tắm luôn. Đó, mọi người thấy không, chỗ đây là chỗ đầu xe ô tô rất là nhiều, ô tô 16 chỗ đầu thoải mái luôn, hình như 30 chỗ cũng đủ được khoảng cô. 30 chỗ đậu cũng chưa được, mà 52 chỗ đậu cũng được luôn. Đó. Tại vì nguyên cái khu vực của mình nhiều lắm, không? Dạ. Dạ. Dĩa cơm tắm thêm sườn nạc nữa nha. Nhiều lúc cơm tắm luôn, cơm tắm thêm sườn nạc, bởi vì cơm tắm thêm sườn nạc cho coi. Nhanh lên tay cái Tài, với Nguyên Tài. Hướng dường của cô Mai. Dạ. Cô Mai á, Mai Hướng Dường đó. Bán lại mẹ chiền con nói 43 năm. 43 năm. Ờ. Dạ. Quay cho lên bút âm Mỹ, cô là người ở Mỹ về bán. Vậy đó hả? Vậy đó hả? Vậy đó hả? Vậy đó hả? Sao cô đi Mỹ mà cô về vậy? Em nó làm không kịp sao cô quán được. Nhắc lại hai chán này. Cảm ơn cô Quỳnh Mình mà. Nhắc lại hai chán. Này tắm thêm sườn nạc gì vậy? Hộp sườn hộp táp đó này. Tắm thêm sườn nạc 70.000 gì á? Tắm ra bảy ơi. Khách vô quán ăn cơm tắm tim sườn 70.000. Cơm tắm tim sườn 70.000. Dạ cơm bảy ơi.
Gà nướng không để gì hết. Gà nướng đùi cho em, không để gì hết. Dĩa gà hấp cho chị, dĩa sườn cộng. Chan cơm gà nướng không để rau chôm hành gì hết. Gà nướng không để rau chôm hành gì hết. Đây gà nướng không để rau chua. Gà nướng không để rau chua. Cái đó 70 hả cô? Này cơm gà. Này cơm gà luôn nhưng mà gà này của em bé ăn không ăn rau chua. Cái này chặt sườn cộng cho anh luôn ba đó. Đến sò lại chứ. 110.000 của mợ cái bà của chị trả lại 110.000. Cũng là 90.000. Quá trời đông luôn á. Cơm sườn cộng luôn. Cơm sườn cộng hướng dương rất là ngon. Đây, sườn cộng hướng dương. Dưa leo, dưa chua, rau muống đầy đủ. Từ hồi nếu mà ngon thì sao mà khách đông như vậy đúng không cô chú anh chị đúng không? Còn cái này là hai hộp cơm gì ạ? Sườn nạc. Cái sườn nạc, cái cơm tấm. Đúng rồi, đúng rồi. Cái sườn nạc, cái cơm tấm. Cái sườn nạc, cái cơm tấm. Chị hai xuống xe đi, để thằng em mới đăng chị đậu xe đó. Cô vừa bán và vừa quan sát khách vô luôn xe. Đây, luôn, cơm tấm, cơm sườn. Đây là gà hấp mẹ con bé mẹ. Cơm sườn nạc. Mấy cái lượng khách mà đông như vậy thì quán mà nó có cái gì mà sai sót, ví dụ mình kêu lộn món đồ thì mọi người cũng có thể thông cảm giùm được á. Tại vì quá đông luôn á. Rất là đông. Đặc biệt là những cái ngày mà cuối tuần hoặc lễ cả nhà, thảo loạn chắc chắn là cái quán này rất là đông. Rồi la quá trời la luôn. Gà hấp luôn, gà hấp luôn. Gà hấp luôn, chị Trang nãy là 3 hộp, bây giờ 1 hộp là 4 hộp tiền nha Phương. Có hộp cơm gà đùi nguyên nha Phương. Bây giờ chị Trang thêm 1 hộp cơm gà, cơm tấm đó nè. Gà hấp qua, gà hấp cho 6 chị ăn á. Đây, ngoài xe hơi 2 hộp tấm nữa. Thôi, tranh thủ đi em. Cho chị Trang còn cuốn súp nữa nghe ta, tại. Nè, cơm tấm xe chị Trang đi. 2 hộp tấm. Cô ơi, cô. Cái tài kể xong nó kiếm thầy nấu ăn nha. Ăn nấu kìa, bà tư bà năm ra nấu. 2 hộp tấm ngoài như vậy đi. 2 tấm xe hơi. Hai tấm xe hơi nè. Đây hai tấm xe hơi nữa nè. Đây xe hơi ngoài trước sau mấy hộp. Đây. Quán là khách đông cả nhà chứ phải làm như vậy nó mới kịp á. Cơm gà luôn. Đồ là phải nhiều người làm. Liên tục đồ nóng không? Buổi sáng là đã có đây gia chi. Đây mà để chăn đầu là sao? Không mà đổ đó đi không có xe luôn. Qua lộ rồi. Gà nướng luôn. Chị heo quay đó nhiêu tiền? Dạ heo quay 50.000. Dạ. Heo quay ba gọi. Heo quay Hướng Dương ba gọi không? Heo quay ba gọi. Đây là công nhận đây là ba gọi không á nha. Ba gọi không. Ngoài xe em có hộp sườn trứng không được. Cho thêm heo quay lúc nào cũng ba gọi da 50.000 dĩa. Rồi rồi để em. Rồi bưng cho khách đi. Rồi bưng cho khách luôn. Dạ. Này về đây. Cái này là sườn bì chả. Sườn bì chả. Nhiêu tiền? Này 10.000 thôi. Ba dĩa sườn bì chả cộng á. Bì sườn chả cộng. Bì sườn chả cộng 60.000 dĩa. Dạ. Bì sườn chả cộng 60.000 dĩa. Mở hành luôn Tư ơi. Bì sườn chả cộng đi đi. Bì sườn chả cộng nhanh tay đi. Anh gì đậu xe nè anh chị. Chị xe hơi đậu kìa mấy. Công nhận mấy nhân viên ở đây cũng rất là nhanh đó. Ra mắt khách vô rất là nhanh luôn. Đây bì sườn chả cộng. Bì sườn chả cộng. Hộp gì? Cái đó hộp sườn trứng ngoài đi. Hộp cơm sườn trứng. Sườn trứng với sườn cộng với sườn ba gọi đi em. Sườn cộng trứng nè. Giờ này chưa chờ chút xíu. Ta nướng chậm xíu anh.
Bây giờ sườn nạc cái gì? Đây sườn nạc mình có đĩa bị không? Sườn nạc mình... À, sườn trứng nè, không sao, sườn trứng đây, sườn trứng nạc đây. Sườn trọng nè, nó lên nó mỏi nè. Kiếm chị 10.000 hết. Ừ, thì thêm cộng. Bây giờ chị ăn cừ cộng cái gì? Cộng. Cộng. Quá hay sườn cộng. Tại vì ở đây thích cái gì là mình bán cái nấy. Nè, bây giờ sườn cộng trứng đúng không? Đây, sườn cộng trứng. Đây, rau luộc, rau luộc. Dạ, rau luộc nó ăn với gì á cô? Ăn rau luộc, cơm, ăn à, cơm gì kèm vô thêm. Có nghĩa là khách kêu thêm đúng không? Ta kêu thêm. Dạ. Đây, sườn cộng đây. Rau luộc này. Hỏi rất là ngon. Chưa hẳn. Chan nước lên luôn. Cô ơi, cái gì ở rau luộc đó nhiêu tiền nhở? Đi mất tiêu rồi. Biến đi vô luôn. Cái này là mì sườn chả cộng. Ở đây mà mình ăn cơm mà mình muốn thêm ăn thêm rau. Muốn kêu kim tin rau gì cũng dạ, có dạ. Hết. Đó. Tùy, dạ. Mình muốn ăn rau vẫn có cả nhà. Đó kêu là thêm phải... về rau luộc nào mới thấy cô giới thiệu đó. Đúng rồi, ăn thêm mà kêu rau luộc thêm ta thêm. Dạ. Cơm tấm này mình có dưa chua là mua không tính tiền. Thêm rau là mình phải tính tiền. Dạ. Mà dưa chua này xin thêm được đúng không? Được. Dạ. Tại dưa chua này là gì? Dưa chua này là mình trồng ở nhà không sao. Được. Còn rau đó là mình mua. Nãy gì? Học tấm học cộng rồi, đây hai cộng cái lỗ nó kìa anh thợ. Ngoài xe là học cân tấm. Đặc biệt quán này là ăn dưa chua thêm không tính tiền. Dạ. Sườn cộng đi. Trước sau ngoài xe hai cộng một tấm. Xíu vô nhà tính tiền đi. Mời vậy bỏ. Là một tấm một cộng. Học cơm sườn cộng này với học cơm gì luôn? Cơm tấm luôn. Vậy là đổ lại sườn mì chả cộng đúng không? Cho đi đi ra ngoài luôn. Rồi hợp tấm một cộng ra ngoài đây cơm tấm luôn, cơm tấm luôn. Bao nhiêu tiền vậy? Chế 30 hộp sườn cộng. Giảm tiền quá nè. Chế 30 nè. Dễ sườn hả? Sườn thì chả chứ con đường, hay dễ sườn. Cơm xào hải sản phải không? Cơm xào hải sản hả Thư? Cơm cháy bì thịt. Ba chục ngàn. Cơm cháy bì thịt 30.000. Thôi quên bước ở đây cái thừa. Còn hộp giờ hộp ngoài nữa. Hộp sườn cộng. Sườn cộng với gạo đó rau nhiều tay không? Cơm sườn với cơm gạo nè, rau găm nhiều nè. Rau nhiều. Biết rồi, anh chị nó biết. Như cái cơm xào của anh chị mối đó lấy vô chưa anh Sườn ngạc này đỉ dây chua chua không? Anh chị đó ăn chua chua không anh được? Đầy đủ vô hết mẹ. Nhìn vô mày thấy số 7 là biết liền, sườn bì chả trứng kho. Sườn bì chả trứng kho. Cái gạo đó. Ủa, sườn bì chả trứng kho. Lấy nạc lấy cộng. Sườn bì chả trứng kho lấy nạc nha, hai dĩa này nè. Sườn bì chả trứng luôn. Sườn bì chả. Ở đây á, là có hai loại cơm. Mọi người muốn ăn cơm tấm thì kêu cơm tấm, mà kêu cơm gạo thì có cơm gạo. Em bay hai dĩa cơm của em để dĩa chua này đủ em. Có dĩa chua ha. Cái dĩa cơm bì sườn nạc của em luôn hay vậy? Không, hai cơm xào. Còn hai dĩa cơm để đâu hả? Hai cơm đó tao trong bằng 15 của hai đứa em á. Còn hai cốt, dĩa chua đầy đủ ha. Ôi cái lượt khách đông vậy sao mà cô nhớ nội cô? Trời ơi, em ơi, hôm nay là chị là 54 rồi. Bán mới có 16 và 7 tuổi là chị bán cái nhà này tới giờ. Dạ. Nhớ chứ, cơm nào cũng rất là nhớ. Ba mươi mấy năm rồi, riêng cô bán không là ba mấy năm rồi đó. Cơm nào cũng nhớ cả hết, nó nhớ. Đây, bị sườn chả trứng luôn, hai dĩa giống nhau. Ba ly trà đá đưa ơi. Ba ly, ố ba ly trà đá cậu Bảy ơi. Em chị sao nói gì? Đúng rồi, cơm nào của anh chị này này. Xào thì cơm bếp bên kia làm hả cô? Cơm dai. Khi khách ăn chị cũng qua làm luôn. Dạ. Bên mì xào dai, mì xào giòn. Chị Nam ơi, cái dĩa bắt mì xào dai cho anh chụp cái mì xào dai đi. Tại từ giờ chưa quay dĩa mì xào dai đúng không? Dạ. Chưa quay dĩa mì xào dai luôn. Em 16 chỗ rồi là đầu thoải mái luôn cả nhà. Đây là cả cái dạy đường này. Dạ. Đầu rất là thoải mái luôn. Dạ làm tâm linh chứng luôn đi. Công ty một dịch luôn. Còn dĩa tắm 15 nữa với 4 giờ 6 dĩa con sườn. Con sắp của ai vậy? Chén cái tâm chất thật của ai đây em? Bà 15, 2 chén nó 15. Cơm sườn 6 dĩa đi. Cơm sườn 6 dĩa luôn. Có dĩa không để gì hết nha. 6 dĩa có dĩa không để gì hết. 6 dĩa cơm sườn. Có 2 dĩa là đừng có để vô cho cơm hàng nha. Rồi, 21 còn thiếu dĩa cơm gì nữa. Dĩa lớn á. 2, 8 còn cơm tấm. Cơm sườn
sáu dĩa thì bạn không vô sáu dĩa. Đưa đưa dĩa ra đây, không để gì hết đi. Đây hai dĩa để gì hết đi. Không có ta để đầy đủ đi. Đây cơm tấm luôn. Đây cơm tấm. Đó là mốt rồi qua mốt. Đó, em Thảo đã ăn cơm ở đây rồi cả nhà. Rất là ngon. Nếu mà cô chú anh chị mà có dịp mà đi về Long Xuyên ha, mình đi du lịch Châu Đốc cũng được. Mình đi ngang qua Long Xuyên á, mình ghé cơm tấm của Hướng Dương mình ăn. Mình ăn rồi mình tiếp tục giới thiệu cả nhà. Còn ba dĩa sườn rất là đông luôn. Ba sườn đi. Múc cho. Ở đây với gà non không? Đây với cơm trứng gà non không anh? Đây với cơm trứng gà non đây. Tôi để hành ngồi với cơm trứng gà non đây. Cái này cái này cái này ơi. Đây, con bỏ đi con chị đậu đậu đi. Tao lại cái này. Tao gỡ cái này. Vậy cơm trứng gà non nè. Đây đi cơm trứng gà non đây. Chạy lên, chạy lên. Bỏ đó đi, chị dậy vô 16, 17, chị hỏi cho em. Con xin hãng qua bưng luôn đi thôi. Cầm trứng non đi. Cậu chụp cái này nè, cho tao lấy nè. Cái gì này nhiêu tiền nghề cô? 70.000 cơm trứng gà non rất là ngon, rất là ngon. Trứng gà non 70.000 luôn. Rất là ngon cả nhà, trứng non, trứng non gà đó. Mà ăn với rau thơm, cải xà lách, củ hành. Dạ, đầy đủ. Rồi cảm ơn cô. Hộp tấm ngoài đem vô hộp tấm ngoài. Rồi với cơm trứng gà non bà có mấy? Rồi hộp tấm giá liền nè bộ. Ở đây là Thảo rất là tâm đắc cái cơm tấm ở đây cả nhà. Tấm 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 xìn đó, tấm ngon, tấm nhuyễn, tấm nhuyễn, cậu mới phải giới thiệu. Ở đây bấm bấm là rất là nhuyễn luôn. Dạ, tấm nhuyễn. Đây là cơm tấm xuống nè. Đây cơm ra đi. Tấm đúng chuẩn là cơm tấm luôn á chứ không phải là gào nát đâu nha. Hai nướng đi. Tôi nuôi để cho em với tim có mình ngon. Tấm bọc làm gì? Tôi nuôi để cho em với tim mình ngon. Sườn nạc trắng kho không cho chú không có hành. Sườn nạc trắng kho không cho chú không có hành. Hai nướng một tấm là quá nhiều quá. Súp chín gà non 40 ngàn. Súp chín gà non 20 đây nè. Gà nướng luôn. Gà nướng nữa đi. Đây, tới đây, đi lên rồi. Ủa là bắn đắt lắm cậu ơi. Dạ. Thì hồi nãy giờ Thảo quay là không có ngưng nghỉ luôn, là mọi người biết rồi đó. Cái này là gà nướng mình lộn rồi. Úc ơi, hai nướng vô, mấy anh mấy nướng lại. Khánh liên tục lắm cậu nhỉ. Vô liên tục luôn. Và cũng nhờ đồ ăn tươi mới á, khách họ chịu. Ở đây làm từ đầu từ đó cái bán con. Dạ. Rồi gà hấp ăn thêm không chứ có không được. Đó, không có làm một loạt hết rồi rồi để đồ ăn nó nguội nó mất ngon á. Không có làm một lần. Dạ. Làm từ đầu mấy giờ làm tới đâu mấy giờ làm vậy đó. Đó đó. Đúng ở đây làm bây giờ dắt gì lại cái nuôi gà thêm thịt. Nuôi bao nhiêu tiền cô? Dạ tôi nuôi gà thêm thịt 50.000. Tôi tắm luôn cho. Tôi nuôi đâu? Tôi nuôi. Dĩa này cơm gì vậy? Tôi nuôi gà thêm đâu Hiệp ơi. Gà hấp ăn thêm hai dĩa rồi. Có mẹ có kêu tôi nuôi đâu. Hấp ăn thêm là bằng nào ạ? Bằng nổ. Mẹ mẹ. Chặt gà hấp ăn thêm đi. Đồ ăn này cả nhà coi à, trong này là khá lấu rồi Tú Linh rồi cả nhà. Vậy hai họ cứ chạy hoài. Cái đó là tôm sườn tôm thêm là cố super lại lấy nha. Tôm sườn tôm thêm super lại lấy. Lấy ba cái tẩy ở trong nhà nha. Còn 7 số 11 mì một tí sườn nạc nè. Dĩa cơm sườn nạc. Đây là dĩa cơm sườn nạc nha. Dĩa tấm không hành nha Tài. Dĩa tấm không hành nha. Heo Phú Linh, Phú Linh heo. Dạ. Phú Linh nuôi con heo. Cái này là nửa trứng thôi là 40 ngàn. Cái này sườn ba gọi, hôm nãy là cộng. Hôm nãy là ba gọi nhưng mà chị sao nó đi. Nè cộng nè. Đây sườn cộng đi. Gà hấp đủ bàn, chị Trang đủ hai hộp chưa? Đây chị Trang là một gà đùi với một hai cái sườn nè. 21.
gà nướng luôn. Em quay 35.000 thôi. Dạ, nhưng đây là gì? 35.000 đúng không? Cơm tấm. Dạ. Nhưng mà tao có để sườn dưới cho em mà. 35.000 này cả nhà. Đó, có để sườn nướng dưới cho em rồi này gì? Long xuyên thì mình ghé. Có sườn cổng ngoài đủ đi. Long dương. Em nói quay cho đúng luôn. Hộp sườn cổng. Để cả nhà ăn thử. Cái này phải trộn lại với ăn mới ăn ngon. Đó, cái này phải trộn trộn nó lại cả nhà. Dạ, em có chén con chén mắm gà. Dạ. Quên. Anh nói là phải cho cái nước mắm. Cái này là quên mất tiêu, phải có nước mắm mới được. Trời, bao nhiêu? 20. 20.000 chén khổ qua này, chén canh khổ qua này. Đây, có sườn cổng ngoài nè. Nước sốt ngon chưa? Dạ, cho nhiều vậy. Có nước mắm được rồi. Nước sốt chan cũng ngon. Anh chan được nước sốt đây. Chan ít nước mắm thôi đúng không? Dạ. Chị nói chan ít nước mắm rồi. Dạ. Cái này nó hồng. Cái này sẽ không tay quay luôn nè. Hùng nhìn cái mà cảm ơn nó ăn cũng không. Đó cả nhà. Nhìn cái gì cơm tấm. Ít cơm mà nhiều đồ ăn mới ghê chứ. Trời ơi. Con này múc đồ ăn gì đâu quá trời quá đấy. Dạ, cảm ơn chị. Chấm này ngon. Vậy đó hả? Chị nói là đó đó. Thì về ngon. Mà cái này ai mà răng tốt á. Ngồi về nhai nó béo. Hơi cứng, lại răng Thảo yếu quá. Ngồi nhai từ từ. Cái này cũng tấm có không nè, cơm chất lượng quá. Hay là hôm nay mình quay phim cho nên người ta cho nhiều đồ ăn thì em biết đồ ăn quá trời là đồ ăn luôn. Ồ, cơm tấm này ngon thật sự luôn á cô chú anh chị. Cái hạt cơm tấm ở đây là đúng tấm luôn á. Đúng chuẩn của cơm tấm luôn á. Em hai hộp cơm gà hấp, con cái lấy đồ bình thường. Hộp cơm sườn nạc luôn. Đúng chuẩn cơm tấm luôn nha, chứ không phải là cơm gào nát luôn nha. Không phải là gào mà người ta đập nát ra già cơm tấm luôn nha. Cái này cấm nhỏ cho em 13 phải không? Đúng rồi, đây rồi à. Em một hộp sườn nạc. Rất ngon á cô chú anh chị, nếu mà mọi người có dịp trong này cũng ghé cái cơm tấm nha. Không hay dễ đi. Cơm tấm này là cơm tấm hướng dương. 35.000 gì à. Mọi người vô có kêu cái gì cơm tấm bình thường coi họ có bài tính tiền 35.000 không? Coi nó ngon như Thảo kêu không? Những cái món khác này cũng chắc ăn nhưng mà cơm tấm là chắc chắn ngon nha. Đây này nó có các cái mức giá này cả nhà. Cơm tấm bì chả Long Xuyên là 35.000 ha. Mà cơm tấm sườn thì 70. Cơm sườn bì chả thì 35-50.000. Đó, có các cái mức giá người ta công khai hết ở đây luôn. Mình ăn cái gì thì mình cứ gọi món. Cái này là sườn này cả nhà. Rồi. Sườn bóng cho ba coi sườn khác nè. Đó sườn nè. Quá trời khách đông luôn á. Giờ này mát, khách ngồi kín luôn á. Ngồi bên kia đường luôn này cả nhà. Địa chỉ của quán cơm tấm Hương Chương. Số 20-22-24, ba cái nhà luôn, giàu dữ. Anh, cặp tiền lĩnh đến sửa lại cho anh hai. Không bỏ nè, chị ơi. To ghê luôn cái tòa nhà của. Tiệm cơm Hướng Dương này to khủng khiếp. Ba cái nhà ghép lại mà. Ừ.
cái canh khổ qua ở đây ngon lắm luôn á cô chú anh chị. Mình mà có dịp tới đây là phải theo cái món canh khổ qua này. Nồi này nồi thứ ba luôn. Nồi thứ ba rồi đó hả? Dạ. Và ở đây á, người ta nấu đến đâu người ta bán đó, người ta nấu sẵn nó đắng mà nó mềm lại nó ngon. Đó. Nó vậy đó. Ở đây nhờ cái đó đó. Ở cái nói kêu chồng họng nữa à. Cái này là gà quay ấy cả nhà. Một bình nước của anh hai em bóp đây hả? Cơm cháy này ngon chưa nè.